Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. Video on, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Chúng quét TV sau. Ok, đó sáng nè. Let's go. Huh?
Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái clip theo Roblox. Let's go. Pika, bốc hai cho tôi ba. Wow, cái này không biết là vào chapter mấy đây. Như kiểu chapter S. I'm coming for you. Có thể là như thế. Let's go. Rồi, ở đây thì mình sẽ đi tìm những chiếc chìa khóa nào. Cho tôi hết rồi. Anh chàng này lấy màu xanh nào. Wow, Pika rất là đẹp. Một ca. Không biết flank đâu, mình sẽ tìm cái flank.
chìa khóa màu tím này. Mở gần xong rồi. Rồi, mình sẽ mở ngoài cây. Ok. Giờ còn lại hai món đồ là xong. Pick iron lên mình. Hai pick iron luôn. Ba bị cai rồi, oh my gosh. Cái này như kiểu lan truyền zombie. Chết rồi, ba bị cai này thì chạy kiểu gì. Đó, và các bạn sẽ đợi những người bạn các bạn mở chiếc chìa khóa kia ra. Sau đó các bạn sẽ tẩu thoát và xuống ở đây. Ok, rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game thứ tư. Pick Eye Chapter 7. Ok, let's go. Ok, ở đây là một đồng xu màu vàng, mình sẽ lắp vào đây. Mình sẽ mở cái cây ra. Một chiếc hammer. Ok, let's go. Sau đó thì mình lại xuống đây. Blue cây. Cho nó thông thường chỗ này. Lúc đó thì mình đi lại nó sẽ dễ hơn. Quay cây ở trong này.
vào đây đi. Chạy đâu nhờ? Đây rồi. Kia mới mở ra được. Bây giờ thì mình luồn lách ở chỗ này đi. Let's go. Sao ông ta lại đi đường này với ta chứ? Mình đã phải lùn lách ở đường này rồi. Ok. Rồi và xuống đây để mở chiếc chìa khóa màu đỏ. Ok. Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Đấy là một tựa game kinh dị nha các bạn nhá. Và chơi tựa game này cũng rất là kinh hãi. Ok, let's go. Is it possible? I'm still bleeding. I need to find something to heal myself. Kiss. Chưa được. Ở đây chắc chắn có một cái chiếc chìa khóa nào đó. Sau đó tiến sâu vào trong.
là 1979. That was more than 10 years ago, and the asylum never opened its doors again. Và các bạn phải tìm một chiếc chìa khóa nữa để mở cái này. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. See you here. Play. Let's go. Oh my God. Hiện tại thì mình đang bị trói ở đây. Trói tay. Ồ, đây có một cái gì đó. Xin hiện đang đi lại chỗ này. Chạy thôi. Đây rồi. Một tấm bản đồ. Oh my God. Mình phải tìm được cái tấm bản đồ này. Có thể ở căn phòng này. Không phải. Trên gác. Không phải trên gác rồi. Oh my God, wow. Các bạn là phòng, căn phòng rất là tối cho nên mình cũng rất khó nhìn của quả này. Nhìn được cái mask, ok. Thank you.
Đây rồi, map bắt đầu đây rồi. Oh my god. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Big Guy Santa. Ở đây thì các bạn sẽ hóa thân là một anh chàng Pika hiền lành. Sau đó thì sẽ vào trong một ngôi nhà. Và trong này thì có một cô làng Pika đã bị Satan nhập vào. Ok, let's go. Không có cái gì với tài chứ. Cho mình sẽ lại xuống đây thôi. Ở đây thì có một chiếc búa. Xem có chỗ nào đập ở đây không. Không. Ok. Đập những cái tấm gỗ ở đây. Oh my god. Wow. Đi luôn. Oh my god. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Chapter 1. Grandpa and Granny. Ở đây thì có hai ông bà già rất hùng dữ và có một chú chó. Thì chapter 1 này các bạn sẽ không gặp chú chó này. Còn chapter 2 trở đi thì sẽ có một con chó. Và con đó rất là thính các bạn nhé. Nó có thể ngửi mùi và sẽ cắn các bạn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ phải đi tìm một chiếc chìa khóa. Thank you.
Oh my god, vẫn chưa thấy một chiếc chìa khóa nào luôn. Đây rồi, tối om như mực. Oh my god. Rồi mình sẽ nhảy xuống đường này đi. Một crack. Giữ cả ba ta lẫn ông ta đi được một đường. Oh my god. Mất rồi. Wow. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.